thay mặt kính Samsung A15 hai chào các bạn hôm nay mình có nhận của khách một con Samsung nha thì con này là Samsung A15 con này dòng máy ra của Samsung dòng này thì dòng tầm trung nha giá trung bình nè nhưng mà nó xài màn AMOLED màn này màn AMOLED nha các bạn thì hiện tại mặt kính con Samsung A15 này bên mình đã có sẵn hàng thời gian thay mặt kính này thì bên mình nhận thay tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thì các bạn có thể chờ lấy máy luôn những bạn mà ở xa mình không có tới thai trực tiếp được các bạn có thể gửi máy qua cho bên mình bằng đường bưu điện hoặc đường xe bên mình nhận xong bên mình làm sẽ sẽ gửi về cho các bạn nó thì hiện tại kỹ thuật bên mình đang tiến hành tháo cái màn hình bể ra để mình mình cắt kính mình ép màn hình mới mới vô nha mặt kính mới vô nha các bạn trong quá trình mà các bạn sử dụng con Samsung A15 mình có vô tình làm gớt bể mặt kính, bể màn hình hay là máy đang lỗi một tính năng gì đó giống như là lỗi sạc pin không vào nè bất nguồn hay là bị chuông lo gung mít mà lỗi sử dụng không được thì các bạn cứ liên hệ với bên mình bên mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn nếu mà bị lỗi màn hình bị lỗi mặt kính thay thời gian tầm khoảng nói chung là thay thế thì bên mình thay tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là xong còn bị trên men kiểm tra thì bên mình sẽ nhận máy lại kiểm tra bị lỗi gì thì bên mình sẽ báo giá cho các bạn hiện tại kỹ thuật bên mình đã ép mặt kính xong rồi giờ bên mình sẽ gắp máy vô nha các bạn mình vừa hoàn thành xong quá trình thay mặt kính con Samsung A15 các bạn xem video và thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình cảm ơn các bạn